Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, hiện tại gia đình của Thanh Thảo đã chuyển về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Để cho Jackie Minh Trí không bị bất cập về sự khác biệt giữa môi trường học tập trong và ngoài nước, nữ ca sĩ đã cho con theo học một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết bé đang học ở một trường quốc tế thì dân tình không khỏi ngạc nhiên khi biết được đây là một môi trường giáo dục có học phí đắt đỏ nhất nhì khu vực miền Nam. Không những vậy, cộng đồng mạng cũng thể hiện sự nể phục khi gia đình sao việc không ngần ngại, chi số tiền khủng để đầu tư cho sự phát triển của trẻ con. Theo những thông tin về hệ thống của trường thì gói học phí ưu đãi lên đến 50% cũng có giá là 75.000 USD tương đương với 1 tỷ 700 triệu cho 12 năm học và 17 năm Kể từ bậc mầm non, có mức học phí trọn gói với giá ưu đãi là 90.000 USD, 2 tỷ đồng. Khoảng thời gian theo học dài và phải đóng liền, cho nên không phải ai cũng dễ dàng nhận được khuyến mãi này. Tính ra, khi không được ưu đãi thì học phí một năm có thể là 12.500, tương đương với 280 triệu đồng. Chưa kể, chi phí ghi danh ban đầu tầm 5 triệu, phí bán trú khoảng 30 triệu, phí nội trú tính cả thứ bảy và chủ nhật lên đến 85 triệu đồng một năm. Và hiện tại Saki Minh Trí đang học lớp 3, ngoài ra trước khi chuyển vào trường bé cũng từng tham gia khóa học hè tại trường với mức học phí cả chục triệu. Không những vậy, mỗi ngày quý tử nhà Thanh Thảo đều đi xe bus đến trường. Tùy theo mỗi khoảng cách xa gần mà bước phí dao động từ 10 đến 40 triệu, từ thứ hai đến thứ sáu và riêng thứ bảy chủ nhật dao động từ 3 đến 15 triệu. Khi cộng lại các khoản thì dân tình không khỏi ngạc nhiên trước mức học phí đắt đỏ này. Không những vậy, cô còn chia sẻ thêm, bé Talia cũng đang theo học mầm non ở một trường quốc tế. Thực sự vì tương lai của con Thanh Thảo đã rất mạnh tay để đầu tư, mong rằng Jackie Minh Trí và Talia học tập thật tốt, luôn là con ngoan trò giỏi. Khói tài sản của Thanh Thảo khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, là một trong những nữ ca sĩ thời đầu của nền âm nhạc Việt, Thanh Thảo có nhiều thành công nhất định trong sự nghiệp. Không những vậy, cô còn khiến cho khán giả nể phục trước sự giàu có của mình. Từ những sự tích góp miệt mài lao động thì giọng ca búp bê đã có khối tài sản khủng từ bất động sản trong và ngoài nước cùng với bộ sưu tập xe sang tiền tỷ. Nữ ca sĩ đã và đang tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng với những chuyến vi vu cùng sới hợp ngoài thời gian lưu diễn thanh thảo cũng dành thời gian vung vén cho hạnh phúc gia đình và chăm sóc cây xanh cuộc sống sang chảnh viên mãn hiện tại của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ